Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu. À, mời quý thầy ngồi. À, có cái gì mà vỗ tay vui thế? Hả? À, chúc mừng học môn này hả? Hay sao? Hôm nay bắt đầu chúng ta đã vào chương trình học, chứ không còn gọi là rong rêu nữa nhá ha. Khi mà tôi bắt đầu dạy, quý thầy biết là chúng ta làm việc tới nơi luôn đó. Như vậy hôm nay chúng ta học cái phần thứ nhất là cái phần cuộc đời Đức Phật. À, cái cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi muốn, mà có lẽ bây giờ cũng đã hết, cùng tôi đã hỏi thầy Hòa Thượng Trung Hầu. Vì ông ngày hôm qua hôm kia tôi có đi về Hòa Thượng, đi làm việc Hòa Thượng, đi công việc, thì tôi hỏi, thì Hòa Thượng nói hình như hết hay sao đó, thì liên hệ với Ngọc Linh. Đây là cuốn sách quý vị có thể sử dụng trong một thời gian ngắn, nhưng mà về sau lại rất cần dùng trong vấn đề giảng dạy, vấn đề nghiên cứu. Những cuốn sách nào mà nghiên cứu giảng dạy quý thầy nên có, vì mình phải dùng một lần mà dùng cả đời. Có những cuốn sách tôi dùng cả đời, vì thầy tôi khuyên quý thầy mua những cuốn sách tôi giới thiệu. Ở đây tôi sẽ phân tích hai chữ truyền thuyết và huyền sự. Khi nói đến truyền thuyết là nói những cái truyền thuyết về một nhân vật, thì truyền cái nhân vật đó có thật hay không có thật. Một cái truyền thuyết mà thường khi nói một cái truyền thuyết thì cơ sở khoa học nó không có, và về cái nhân vật đó nó thật sự là không có thật. Cho nên ở đây chữ dùng chữ truyền thuyết á thì chúng tôi hơi là không đồng ý lắm, cho nên chúng tôi dùng ở đây cái chữ huyền sự. Vì Đức Phật chúng ta có hai cái phần sự, một phần gọi là huyền sự, một phần gọi là chính sự. Người ta cũng có người họ dùng là thống sự. Cho nên ở đây chúng tôi dùng phần gọi là cái phần huyền sự. Huyền sự là những cái vấn đề liên hệ đến Đức Phật, nhưng mà nó mang cái tính là gì? Huyền bí. Chẳng phải là Đức Phật là nhân vật không có thật. Khi nào truyền thuyết về cái gì đó thì thường truyền đó nó cái đồ chính xác không có. Cho nên ở đây chúng ta để chúng ta, mình không nói cái này hoàn toàn sai, nhưng mà cách nào đó thì chúng tôi thấy nó cũng không ổn lắm. Vì vậy tôi dùng chữ huyền sự. À, huyền sự về, chúng ta sẽ tìm hiểu về huyền sự. Ví dụ như có những cái chuyện mà đôi khi chúng ta không có thể chứng minh bằng khoa học được, thì người ta kêu là, người ta cho là không thật. Nhưng mà chưa chắc những chuyện mà không chứng minh được bằng khoa học thì có thể, thì là không có thật. Đúng không? Có những chuyện không chứng minh được mà vẫn có thật. Đúng chưa? À, ví dụ như bây giờ có cái máy kiểm tra nội lão, có không? Quý vị biết cái đó không? Có những người nào nội lão vô cái là biết liền. Nhưng bây giờ theo khoa học ngày nay thì cái gì có thì cái đó người ta đo được cái trọng lượng, ta có được kích cỡ, đúng không? Khi nào cái nào có thì người ta đo cái trọng lượng, ta biết nó nặng bao nhiêu, 1 gram, 2 gram cho đến 1 miligram người ta đo được, và cái kích cỡ của nó bao nhiêu người ta biết. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý thầy, cái tư duy có không? Tư duy người có không? Về cái trọng lượng tư duy là bao nhiêu? Thì kích cỡ bao nhiêu là bao nhiêu? Cho nên có những chuyện rất là cụ thể như thế mà khoa học làm chưa được. Cho nên có những cái chưa chắc khoa học họ làm không được là không có. Và mình vừa chứng minh cái có. Bây giờ tôi hỏi quý thầy ở đây, chung quanh quý thầy có thấy gì trước mắt quý thầy không? Chung quanh thầy thế này, không thì không gian tôi này, không gian này, cho tôi cũng nói cái chuyện này. Giờ cái không gian này quý thầy thấy gì không? Có không? Có thấy cái gì không? Thấy cái gì? Thấy ông viên tỷ hả? Thấy mà thấy không khí mới ghê chứ. Cái này quá, cái này là có thể gọi là thiên nhãn thông rồi. Thiên nhãn thông mới thấy không khí, tôi đâu có thấy đâu. Cho nên ở đây quý thầy gọi không những có không khí, quý thầy nói có hình giống như có không khí, nhưng mà thực sự chung quanh chúng ta có vô số tần sóng điện. Đúng không? Quý thầy có điện thoại di động không? Và ở đây có sóng không? Không có sóng sao alo được. Có những cái nơi là khi mình điện thoại này là điện thoại ngoài vòng phủ sóng, mà trong vòng phủ phê.
thoại ngay ngắn như thế. Bởi vì có những nơi sóng điện thoại không có, mà chỗ đó là bởi vì sao? Chỗ đó người ta không phóng cái vệ tinh nhân tạo, nó không phóng cái sóng từ đó. Nhưng ở đây có sóng, nhưng mà quý thầy có thấy không? Không ai thấy được. Mà không thấy được không có nghĩa là không có. Cho nên những vấn đề mà chúng ta sắp sửa trên bài đây á, có thể không chứng minh được, nhưng mà chưa chắc đã là không có. Đúng nha. Tôi muốn nói cái điều thứ nhất, khi ta nói đến huyền sự, đúng không? Tôi để chữ như thầy, quý thầy dễ thấy không thể phải không? Để tăng cái co lên chút. Đây là những điều mà quý thầy không ngồi trong lớp tôi, nghe tôi giảng thì chắc chắn quý thầy không nắm. Và không nắm khi tôi hỏi cái này thì lấy cái gì mà viết. Nói cho nên tôi là rất mong quý thầy là đi học cái điều. Trở lại vấn đề, bây giờ tôi giới thiệu hai cái đó để chúng ta biết rằng có những cái vấn đề tâm linh, trong cái thế giới tâm linh mà khoa học họ vẫn chưa có chứng minh được. Mà họ không chứng minh được thì có thể rất nhiều người họ cho rằng không có, nhưng mà những người mà họ khách quan thì họ nói cái đó chưa chứng minh được, chứ không khẳng định, không khẳng định nó là có hay không có. Ví dụ như kia vừa rồi tôi còn coi một chương trình của Mỹ, thì nếu chúng ta ở đây có nhiều người tin có ma, có nhiều khi người không tin có ma, tin ma là mê tín dị đoan, nhưng mà khi họ khảo sát người Mỹ, đất nước Mỹ là một đất nước văn minh trên thế giới, phải nói là cực kỳ văn minh, vậy mà họ đưa ra những cái mấy cái điều, thì dù như họ nói là người Mỹ có tin những cái vật gọi là không xác định UFO không? UFO là cái gì? Những cái vật bay không xác định. Người Mỹ có tin quỷ không? Người Mỹ có tin ma không? Họ đưa ra những cái đó thì cuối cùng những cái mà họ gọi là gì? Họ khảo sát đó thì cái tỷ lệ mà tin nhiều nhất đó là người Mỹ tin có ma. Quý thầy có thể một cái đất nước văn minh mà chúng ta xem như là đất hứa, và bây giờ ai nghe đến Mỹ là cũng muốn chào tôi mắc sẵn rực mà hy vọng thì đến đó một lần. Nhưng mà bây giờ họ cũng tin ma như mình, nhưng mà ma là cái gì thì họ nói họ không biết, nhưng họ tin có cái đó. Cho nên có những cái khoa học không chứng minh được không có nghĩa là không có. Vậy ở đây khi nói về cuộc đời Đức Phật thì có những vấn đề mà ở cái nhìn của bậc thánh, cái nhìn ở tôn giáo, cái nhìn của những người giác ngộ thì nó xảy ra như vậy. Nhưng mà ở cái nhìn mình không thấy, cho nên chúng ta phải dùng từ gọi là huyền sự. Và cái vấn đề thứ nhất trong mà liên hệ đến Đức Phật đó là trong kinh Trung Bộ Ba, kinh Vị Tăng Hữu Pháp, nói đến sự kiện cái cuộc đời Đức Phật. Thì hôm đó ngài A Nan nói lên 19 cái sự kiện hy hữu gọi là Vị Tăng Hữu khi một Đức Phật ra đời. Và một cái chuyện cái sự kiện này á, mà để gọi là để mà chứng minh thì gọi là chứng minh không được. Nhưng mà trong kinh nói là kêu là pháp nhị như thầy, cái bản chất vốn là vậy, không thể giải thích được. Khi nói pháp nhị như thế là cái tánh pháp là vậy, cái bản chất pháp là vậy, mà không hỏi tại sao đông ạt quá. Do về cái chỗ này á, quý thầy có hỏi tôi thì tôi nói là Đức Phật gọi là pháp nhĩ như thị. Và chỗ này chúng ta không có thể giải thích được. Tuy nhiên tôi vẫn nói lại, đó là không thể giải thích không có nghĩa là không có. Ví dụ như bây giờ là về cặp mắt bình thường mình không thấy, nhưng mà dùng những cái dụng cụ khoa học ta sẽ thấy những cái tín hiệu, là những cái gọi là những cái hiện tượng xung quanh mà bằng mắt thường thấy. Ví dụ bây giờ trong cái tách nước này, bằng tách nước này mình nhìn đâu mình có thấy vi trùng vi trọt gì đâu phải không? Nhưng mà dùng một cái kính viễn hiện vi vào thì sẽ thấy có vi trùng. Thì bây giờ chúng ta đang nhìn cái sự vật bằng cái mắt bình thường, mà nếu dùng cái mắt thánh nhìn vô sẽ thấy nó như thế, phải không nào? Cho nên ở đây cái sự kiện này là về Đức Phật. Tôi chỉ nói đến cái điều thứ nhất là những cái sự kiện mà gọi là hy hữu này chúng ta không thể được. Và ở đây có 16 cái 19 cái sự kiện hy hữu trong kinh Vị Tăng Hữu, nói khi Đức Phật ra sẽ chánh niệm sinh vào trong cái thế giới của Tushita. Tushita là gì? Đầu sượt. Rồi ở ngài an trụ ở Tushita, rồi ngài chánh niệm tình giác, ngài nhập vào cái mẫu thai. Khi mà ngài nhập vào mẫu thai thì hào quang vô lượng chiếu khắp thế giới, khiến cho là những cái chúng sanh xưa nay sống trong bóng tối tự nhiên thấy có những chúng sanh khác.
Thì những cái hiện tượng đó là những cái hiện tượng hy hữu, gọi là vị tăng hữu, khi một Đức Phật ra đời. Đó là cái bài kinh thứ nhất mà nói về những cái điều mà liên hệ đến cuộc đời Đức Phật. Quý thầy về đọc, khỏi về đọc cái gì hết, nắm cái cuốn đây là đọc đủ nhất. Đây là cuốn thứ nhất. Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện như thế. Tôi có đưa cho quý thầy rồi. Đức Phật Thích Ca đã xuất hiện như thế. Và nếu mà quý thầy muốn kỹ hơn, quý thầy về đọc cái kinh Vì Tăng Hữu Pháp, trong kinh Trường Bộ 3 mà tôi vừa giới thiệu. Quý thầy có kinh Trường Bộ không? À, Trung Bộ không? Phải mua bộ kinh đó. Quý thầy nhớ rằng là quý thầy là học tăng, mà không phải là học tăng nữa mà tương lai là trụ trì, mà không phải trụ trì nữa mà tương lai những vị hoàng pháp, mà không phải là những vị hoàng pháp nữa mà ta là một Phật tử Việt Nam thì cần có một cái đài tàng kinh Việt Nam. Và chúng ta nhớ rằng cái đài tàng kinh Việt Nam là kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Tương Ứng, A Hàm vân vân, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Việt nha. Bây giờ vô nhiều chùa, quý thầy có thấy á, quý thầy thấy á, là có những cái tàng kinh chữ Tàu để gọi là gì, khóa lại, rồi là gì, làm cho nó trang nghiêm lên, và ngày nào ra vãi vãi. Cái thỉnh chùa nào cố gắng thỉnh cho được một bộ đài tàng kinh, nào là Đài Trạch Tân Tu, nào là Khang Nghi, nào là gì Càng Long. Nhưng mà về hỏi, tôi hỏi thử, một năm mở tụ bao nhiêu là không mở hả? Cất luôn hả? Vậy thì cái giáo pháp của Đức Phật chỉ để trong tù cho đẹp hay sao? Đó là cái vấn đề. Tuy nhiên cái chuyện đó là cái chuyện mà nó có cái sự thiêng liêng ở đó mình nói. Nhưng mà mình là người Đức Phật nói, cái giáo pháp Đức Phật là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, đến để mà tu, học để mà tu. Do vậy chúng ta muốn học hiểu lời Đức Phật, ngoài cái vấn đề là ngôn ngữ gì đó không biết, ngôn ngữ mẹ đẻ là quan trọng nhất. Ngôn từ mẹ đẻ là quan trọng nhất. Và cái kinh của cái kinh Đại Tàng Kinh Việt Nam đó là những đặc kinh đã được dịch ra bằng tiếng Việt Nam. Điều đầu tiên mình cần có đó là Đại Tàng Kinh Việt Nam. Được không quý thầy cô? Bữa nay mình về mình kiểm bộ được chưa? Rất quan trọng. Và quý thầy nhớ thế này, những cái bộ kinh này á, nó là nền tảng của tất cả các kinh điển về sau. Đây là kinh gốc. Nếu như tôi nói không có quá, các học giả thế giới đánh giá kỳ kinh tạng Bali là kinh tạng nguyên thủy nhất và gần với Đức Phật nhất. Cái thời gian mà tôi chưa đi nước ngoài học, tôi có đi Ấn Độ 7 năm. Và cái thời gian tôi học về Hòa Thượng Viện Trưởng, ở sau tôi nói có nghe không? Nó có nhắn không? Theo được phải không? Vì tôi là người Huế, cho nên nói tiếng Huế ai cũng khó nghe, phải không? Dễ nghe, cảm ơn. Thì quý thầy biết khi chúng ta ở trong nước này á, chúng ta chỉ học một nguồn, tức là tư duy là một chiều là một. Và thứ hai, những cái gì xưa bài nay làm, cho nên chúng ta dùng hãng tàng, chúng ta làm cái nền tảng. Và chúng tôi cái thời năng mà 8892 chúng tôi học vì học ở đấy, học hồi đó gọi là trường cao cấp Phật học khóa 2, thì có cái môn Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh. Mà hồi đó chúng tôi học những thứ đó là để gọi là đối phó với chuyện thi cử thôi, chứ không thú vị chi hết. Bởi vì trong cái ngôn ngữ, trong cái kinh này nó rất gọi là dạng gì, lặp đi lặp lại. Và quý thầy cô biết là học đôi khi mình phải nói học chi đâu, kinh này mà là trong cái đầu mình lại có một cái tư tưởng mà được truyền bá từ đời này sang đời khác đến đời mình á. Kinh là kinh tiểu thừa. Quý thầy còn nghe kinh là kinh tiểu thừa không? Có không? Sai lầm lớn nhất của những người dạy dỗ, kinh đó không thể gọi là kinh tiểu thừa được, mà phải gọi là kinh nguyên thủy. Rồi sau này quý thầy cô sẽ đến chỗ này, chúng ta sẽ biết ai dạy sự họ sẽ dạy cái này. Và chúng tôi học cái môn đó với mục đích là để có điểm, cho nên mà Hòa Thượng Viện Trưởng, Cố Viện Trưởng chúng ta dạy á, là Hòa Thượng dạy đơn giản làm vào cái trung tiếng kinh, giải thích cái từ chục sĩ thôi. Còn vô thi ai muốn nhiều điểm là cứ thuộc lòng. Bây kinh được khoảng 30 trang, chữ như cung kiến, như thế này, chữ như cung kiến mà khoảng 30 trang, 40 trang là phải học thuộc lòng. Mà không phải một kinh, một lần thi là 20 kinh. Ta ngồi là tùng là để thức đêm thức hôm mà học cho thuộc lòng để vô làm gì? Vô mà trúng một cái là ngồi bắt đầu là chùm hấm mà chép thôi, chép thôi, sợ hết chưa?
Quý thầy có việc như là một cực hình thời đó. Nhưng mà cái chính cái thời gian đó nó chúng tôi phải đối phó như vậy. Sau này cái thứ đó, cái chất đó nó được học thuộc trong này. Và khi tôi đi ra nước ngoài tôi học, tôi đọc vào sách của nước ngoài, tôi thấy người ta trích dẫn, không trích dẫn kinh Đại Thừa, không trích dẫn kinh Tạng của Bắc Tông, mà 95% kinh Tạng mà người ta trích dẫn là kinh Tạng của Nguyên Thủy. Từ đó cho tôi một câu hỏi, tại sao? Tại sao các học giả thế giới nổi tiếng như là ông Edward Combs, ông Truman, ông gọi là Radhakrishnan, vân vân, những học giả thế giới nổi tiếng mà người ta trích dẫn, ta chỉ trích dẫn kinh Tạng Bali hoặc quá lắm là A Hàm, mà kinh Đại Thừa là rất ít. Từ đó đặt cho tôi đặt ra một câu hỏi, tại sao? Và tôi bắt đầu đi tìm cái nguồn gốc cái này, tôi nghiên cứu và tôi thấy đây là bộ kinh vô cùng quan trọng. Cho nên là ngay từ buổi đầu tiên tôi đề nghị quý thầy cố gắng làm thế nào để có được một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam. Thứ nhất là để học và tu, thứ hai là để làm cái tài sản vô giá cho mình từ đây cho đến ngày mình là về Tây Phương luôn, sử dụng nó mãi. Và quý thầy có biết bây giờ những người mà giảng dạy kinh điển mà nổi tiếng thì dù là đều dựa đến bộ kinh này. Giống như ngài Lăng Mai, quý thầy có thấy hồi xưa ngài học vào trong Đại Thừa, nhưng về sau ngài giảng đa số là ngài dựa đến cái kinh Tạng ấy, Hạ Hàm và Nikaya ngài giảng. Quý thầy coi đi, có đường chưa mê tặng có không, im lặng sống sẽ có không, trải tim mặt trời có không, tất cả những đó là ghi là ngài giảng trên cái kinh Tạng Nikaya. Cho nên cái mà quý thầy cần phải có, không chỉ để học mà để làm tài sản pháp bảo cho mình, cho mọi người, đó là bộ kinh Tạng Bali, kinh Tạng Nikaya này đã được Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra. Và kỳ vừa rồi tôi gọi một học giả, họ vừa dịch ra một cái bộ này, họ đưa tới tôi, họ nhờ tôi đọc để thẩm định, họ cho họ xin ý kiến, họ đọc, họ dạy, họ dịch cái bộ kinh đó theo ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ khoa học, họ dạy bằng kinh mà đưa vào tôi. Thì tôi đọc tôi hiểu, cho Phật tử thì tôi biết chắc là không hiểu được. Thì vừa rồi ông mới điện thoại cho tôi, ông nói là thầy ơi, bộ sách tôi in rồi, thầy có muốn mua thì thầy liên hệ với tôi, cho tôi một bộ. Đó, ông hỏi muốn mua, tôi nói dạ cảm ơn, khi nào tôi muốn mua thì tôi mua. Nhưng mà nói như thế là quý thầy biết là bây giờ cái bộ kinh đó là rất được cái giới trí thức, cái giới khoa học, cái giới nghiên cứu tôi đánh giá cao. Do vậy bữa nay quý thầy có cần phải xác định lại cái bộ kinh này không phải là bộ kinh của Tiểu Thừa, mà chúng ta phải biết là bộ kinh của Nguyên Thủy. Tôi nói một chút ở đây, dĩ nhiên là ra đề một chút, và sau này thầy chứng minh thầy dạy về lịch sử Phật giáo Ấn Độ á, thì thầy sẽ dạy cái này. Nhưng mà ở đây tôi cũng muốn là tạo một niềm tin cho quý thầy để chúng ta biết cái tầm quan trọng của bộ kinh này, để từ đó chúng ta xác định từ lúc Đức Phật ngài nhập diệt thì sau khoảng 3 tháng có một kỳ kiết tập kinh điển lần thứ nhất, đúng không? Khoảng từ 2-3 tháng có kỳ kiết tập lần thứ nhất, và kỳ kiết tập kinh điển đó là do ngài Ca Diếp Mahakassapa làm chủ tọa và A Nan tụng tiếng 5 bộ kinh và ngài Ubali tụng tiếng Lục Tạng. Lúc đó là Luận Tạng chưa đề cập đến. Sau khoảng là 100 năm thì có cái sự bất đồng ý kiến giữa các là đệ tử Đức Phật, các vị thường tòa và các vị tăng trẻ là về cái giới luật mà các vị học dưới đó là gì? Thập phi pháp sự có học chứ? Đó. Rồi từ đó mới sinh ra cái kỳ kiệt đặc quyết điện lần thứ hai. Và kỳ kiệt đặc quyết lần thứ hai này á, là do bất đồng thứ nhất là về mười giới luật, mà chúng ta gọi là mười điều phi pháp. Nhưng mà tôi thì cái tôi dạy thì không có phi pháp gì hết. Các ngài đó là thông minh vô cùng, nhưng mà tôi không biết các ngài khác dạy sao. Cái thứ hai á là theo các cái truyền thuyết của Bắc Tông á, thì có cái chuyện gọi là gì? La Hán Ngũ Trừ. Đây là cái kỳ kiệt tập kinh điển thứ hai. Sau 217 năm từ ngày Đức Phật nhập diệt thì Asoka lên ngôi, và lúc này tăng đoàn đi vào một cái sự rối loạn cực kỳ, và ngài A Nan đã thỉnh cái vị mà thầy tâm linh của ngài là tức là Mogalina Tissa về để giảng dạy và
Sau đó ổn định tăng già và kiệt tập kinh điển lần thứ 3. Ở đây tôi chỉ nói 3 kỳ kiệt tập. Và tôi nói lý do tại sao ở chỗ này là tôi nói là bộ kinh này quan trọng. Lúc này là lúc mà Đức Phật, từ lúc Đức Phật thành đạo cho đến 49 năm ngày, 49 hoặc 45 năm ngày thuyết pháp theo hai thuyết. Rồi ngài nhập diệt xong thì có một kỳ kiệt tập kinh điển lần thứ nhất. Lúc này Phật giáo có Nam Tông chưa? Có Bắc Tông chưa? Có Đại Thừa chưa? Có Tiểu Thừa chưa? Và lúc này kiệt tập kinh gì? Kinh Tạng Bali. Ai nói rằng Kinh Tạng Bali là nguyên thủy là Tiểu Thừa, nói tôi nghe thử. Lúc này không có Nam Tông, không có Bắc Tông, không có Đại Thừa, không có Tiểu Thừa, mà lúc này chỉ có một cái gọi là Đạo Phật. Tôi nói tiếp, sau 100 năm thì cái kiệt tập này do vì cái sự xung đột giữa hai cái lớp tu sĩ, một lớp già ta gọi là Thường Tòa Bộ và lớp trẻ gọi là Đại Chúng Bộ, cái bất đồng về quan điểm giới luật, các vị trẻ muốn đưa vào trong giới luật thêm 10 điều để cho dễ sinh hoạt. Đó là gì? Được tích tụ là tài sản muối gạo để qua đêm, rồi là được gì, ăn quả giờ ngọ gì đó, chưa hết giờ ngọ được dùng sữa vân vân, được dùng tiền bạc để giữ nuôi chúng. Nhưng mà những vị thượng tòa là không đồng ý cho như vậy là phạm luật, cho nên hai bên cãi nhau kịch liệt, cuối cùng chia thành hai. Và có một kỳ kiệt tập kinh điển lần thứ hai, lúc này là ngài Yasa, ngài Yasa đúng không, ngài Yasa đi cầu thỉnh ngài một cái vị mà gặp vị A La Hán. Thì ở đây có 700 vị thường tòa kiết tập kinh điển và vẫn trùng tuyên lại Kinh Tạng, trùng tuyên lại Lục Tạng mà chưa có Luận Tạng. Đây là lịch sử nghe, đây là về sự học. Còn có những cái gì quý thầy biết mà nó không nằm sự học thì quý thầy cứ biết, nhưng mà muốn nói thì có cơ sở. Và khi mà ngài Giác Xả thịnh được các 700 vị tỳ kheo trưởng lão mà kiệt tập xong, thì các vị mà tân tỳ kheo á, tức là các vị trung niên tỳ kheo, họ có khoảng 10.000 người, họ không phục, họ bắt đầu tổ chức một kỳ kiệt tập thứ hai, gọi một kiệt tập riêng, gọi là gì, Maha Sangati, gọi là đại kiệt tập. Và sau kỳ kiệt tập kinh điển này thì tăng già chia thành hai, cái phần 700 này gọi là Thế Ra và Đạt, và cái phần 1.000 người này gọi là Maha Sanghika. Lúc này Phật giáo đã chia thành hai bộ phái, thấy chưa nào? Và cái này gọi là Thường Tòa Bộ, cái này gọi là Đại Chúng Bộ. Lúc này thì chỉ có hai bộ phái, nhưng mà lúc này mới có bộ phái. Và sau này có một số học giả người ta nói rằng Thường Tòa Bộ này á, là khi một thời gian Thường Tòa Bộ này á, khoảng 300 năm á, thì phát triển thành 11 bộ phái. Và cái Đại Chúng Bộ này sau khoảng 300 năm thì phát triển ra khoảng 7 bộ phái, tức là 18 bộ phái Phật giáo Ấn Độ. Và 18 bộ phái này họ gọi là thời kỳ Phật giáo bộ phái, hay gọi là thời kỳ Phật giáo Tiểu Thừa. Bữa nay nghe về Tiểu Thừa ngán đâu biết chưa nào. Sau Đức Phật nhập diệt trên 100 năm thì cái tư tưởng bắt đầu mới chia thành hai, và lúc đó mới ra bộ phải là Thường Tòa Bộ và Đại Chúng Bộ. Và từ đó mới phát triển ra thì cái giai đoạn đó gọi là giai đoạn bộ phải. Nhưng mà vì sau này cả học giả người ta mới gọi là giai đoạn Phật giáo Tiểu Thừa. Rồi khoảng thời gian Phật giáo Tiểu Thừa này khoảng là 300-400 năm sau á, thì có một cái cuộc cách mạng tư tưởng nó Phật giáo. Đó là những cái vị thấy rằng là đi xa và cái giáo lý, cho nên các vị muốn cách tân đi trở lại với cái giáo lý đó. Thì cái nguồn tư tưởng này là nguồn tư tưởng gọi là nguồn tư tưởng chúng ta gọi là Đại Thừa. Vậy trở lại cái này quý thầy cô thấy á, cái Nikaya, cái bộ Kinh Tạng Bali mà tôi giới thiệu đó, thì cái đó có thể xác định, có thể nói rằng là Tiểu Thừa được không? Được không? Bữa nay quý thầy phải nhớ đó là kính nguyên thủy. Các vị Nam Tông họ có cái thông minh là họ lấy cái bộ kính này họ làm cái nền tảng kinh điển của họ. Đây là cái thông minh của Nam Tông. Và cái trung thủy và nhờ các vị Nam Tông họ cố gắng duy trì bảo dưỡng biểu gìn để làm gì, để cho cái nồng cái nắm bộ kính này không bị xen kẽ,
không bị cái gì ngoài đẹp cái yếu tố ngoài đạo chi phối. Vì vậy cái tính nguyên thủy trong bộ năm bộ kinh này là được giữ tương đối tốt. Tôi nói tương đối tốt chứ thật ra trong năm bộ kinh Đảng Ni Cái Gia này, học về Đức Phật chúng ta phải cần cái này, biết cái này chút trước khi đi vào. Chứ ra thật ra trong năm bộ Ni Cái Gia này, thứ nhất là trường bộ Diga Ni Cái Gia, thứ hai là trung bộ Majima, thứ ba là tương ưng là Samyutta, thứ tư là Tăng Chi Anguttara, và thứ năm là tiểu bộ Khuddaka. Thì cái bốn bộ này á là thiết tập trong kỳ thiết tập thứ nhất và lần thứ hai đầy đủ. Nhưng riêng cái bộ Khuddaka này là 15 tập này á, của tiểu bộ này á, là được hình thành về sau, một số được hình thành về sau, mà cụ thể nhất đó là những cái bộ thì dù như là bổn sanh gọi là Jataka, bổn sự, bổn sanh bổn sự, hoặc là Phật sự, hoặc là ngạ quỷ sự, vân vân. Những bộ này là được kiệt tập cái lần sau về sau. Cho nên nói mà nếu như mà nói nguyên thủy thì chúng ta phải nói rằng là bốn bộ này là nguyên thủy nhất. Nói như thế để quý thầy biết rằng trong kinh Tạng Pali không phải là hoàn toàn không có sự xen kẽ hoặc không có cái sự là gì biên soạn về sau. Ở đây là cái mà chúng ta phải là học và chúng ta phải nhìn. Nhưng mà cái quan trọng ở đây để xác định về cái bộ kinh này, đây là cái bộ kinh mà cả học giả thế giới cũng như là cả học giả ngày nay là người ta cho rằng là bộ kinh gần với Đức Phật nhất và nguyên thủy với Đức Phật nhất. Cho nên mà rất may mắn là bộ kinh này Việt Nam chúng ta đã được gọi là Đại Trưởng Lão Hòa Thượng mà Cổ Viện Trưởng chúng ta dịch cho tiếng Việt rồi. Cho bây giờ ở Trung Quốc bộ này chưa dịch. Tôi khi tôi học Ấn Độ thì tôi hỏi các người bên đó là họ nói bộ này chưa dịch ra tiếng Trung Quốc. Do vậy chúng ta may mắn và không lý do gì mà quý thầy lại không có bộ kinh này. Và ai mà cứ đọc bộ kinh này á, đọc lui đọc tới thôi á, là cứ như thế mà giảng cả đời cũng hết. Cứ giảng thôi chừng đó thôi, cứ ý trong kinh mà giảng, tôi bảo đảm là quý thầy có việc là vô cùng ích lợi, vô cùng giá trị và vô cùng hiệu quả. Đây, khuyên quý thầy có phải có cái bộ này. Trở lại cái bộ sách thứ hai, cái bộ kinh thứ hai trong cái năm bộ Nikaya này đó là trường bộ kinh Diga Nikaya. Trong đó có một cái bề kinh gọi là đại bộ, kinh đại bộ, nói về cái thân thể của bảy đức Phật. Chúng ta gồm có gì? Quá khứ tỳ bà, thi khỉ, câu lưu tôn, câu na hàm, vân vân cho đến thịt cả. Thì trong này nói đến cái thân thể, địa vị, gia thể, cái phước bảo, y bảo, chính bảo của bảy vị Phật, trong đó đến cái đời hiện tại là Đức Thích Ca Mâu Ni. Và trong đó cũng nói về thì dù như mỗi đời như thế, mỗi vị Phật ra đời thì có hai vị Bồ Tát hộ trì. Phải không nào? Thì là như đại thừa chúng ta thì gọi nói là Ngài Thích Ca có ai hộ trì? Ngài Văn Thù Vá Phổ Hiền. Nhưng mà trong kinh Tạng Pali thì Ngài là ai? Xả Lợi Phất Vá Mục Kiền Liên. Hả nào? Thì trong này nói rất rõ. Và trong cái bài kinh này nói về cái mỗi vị như vậy, có một cái hội chúng bao nhiêu vị, cha mẹ dòng tộc ra sao, ở đất nước nào, rồi khi mà Ngài xuất hiện thì có những cái hiện tượng gì mà xuất hiện khi Ngài sanh ra trong đời này. Và nhớ thế này, vì thầy có biết là có một cái câu là mà chúng ta xưa nay nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Câu đó là câu mà cũng nhiều tranh cãi và cũng chưa có cái cách giải thích nào cho nó thỏa đáng. Nhưng mà để tôi nhắc câu này là nằm trong bài kinh này. Thì bài kinh này nói thế này: ta là bậc tối thượng, ta là bậc tối tôn, ta là bậc cao nhất trên đời này, nay là đời sống cuối cùng của ta. Vậy cái câu mà các nhà mà họ phiên dịch ra thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là từ gốc của bài kinh Đại Bộ. Chú thầy phải đọc Đại Bộ, hoặc là nếu có cuốn này đọc trong này là thầy người ta tóm tắt trong này rồi, ta nói quý thầy sẽ rất lời. Và trong bài kinh này
cũng đề cập đến Thái tử Tất Đạt Đa, tức là sau này là Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt. À, có 32 tướng tốt. Rồi là Ngài sinh ra có những phước báo thế nào, và trong đó cũng có nói rằng là nói đến tiên nhân A Tư Đà. Suy đoán Ngài là Ngài sẽ đi xuất gia và Ngài sẽ có hai chọn lựa. Thứ nhất, chọn lựa thứ nhất nếu làm vua thì Ngài sẽ làm chuyển luân thành vương, và nếu chọn lựa thứ hai là Ngài đi tu thì Ngài thành Phật. Chuyển luân thành vua là vua của các vị vua, vua lãnh đạo các vị vua. Còn nếu không là Ngài sẽ đi tu thành Phật. Đó là cái bài kinh thứ hai mà liên hệ đến cái huyền sự của Đức Phật. Cái bài kinh thứ một cái bài kinh thứ ba, và cái này nằm trong tiểu bộ kinh gọi là trong bổn sanh. Trong bổn sanh thì nói về Bồ Tát Thiện Hiện là dưới Thiền Huệ Suma Sumada. Bồ Tát này á là thật sự là có một đức vua mà Ngài tên là Thái tử, tên là gì, tên dịch họ dịch ra là Phổ Quang, mà tiếng tiếng Bali là Samanta Prabhasa. Và lúc mà Thái tử còn ở nhà thì Ngài tên là Samanta Prabhasa. Và khi sau khi mà Ngài bắt đầu xin vua cha đi tu thì Ngài lấy cái hiệu là gì, Sumeda. Sumeda là Thiền Huệ hay Thiền Tuệ. Và vị Bồ Tát này khi đó, khi đi xuất gia thì Ngài được sinh vào thời của Phật Niên Đăng. Và Ngài đến, Ngài gặp Ngài Phật Niên Đăng, và Ngài đem theo 500 đồng tiền vàng trên đường đi để đi học đạo. Thì Ngài gặp người, một người thiếu nữ cùng đi nghe đạo pháp của Ngài Niên Đăng. Và cô thiếu nữ đó là nằm theo 5 cái cành sen. Thì khi đó là Ngài Đức Phật Niên Đăng sắp sửa là gì, là thuyết pháp, thì hàng ngàn người như vậy là muốn cúng dường. Thì Ngài là nắm, tức là Thái tử chỉ nắm được 500 đồng tiền vàng muốn cỏ hoa. Thì gặp một cô thiếu nữ cũng đi nghe mà cúng hoa, cúng Phật, muốn cúng hoa, thì Thái tử mới ngỏ ý là sẽ mua 500 cái hoa đó để với bằng 500 tiền vàng để cúng cho Đức Phật. Thì cô thiếu nữ này là ngỏ lời sẽ tặng cho Thái tử mấy bông, chứ không có mua. Nhưng với điều kiện là phải có một lời hứa là gì? Kết duyên, kết hôn. Ừ. Thái tử nói đi tu mà kết hôn làm gì? Thì nàng nói không, mà nói ta đi tu sau này ta chỉ đi tu và ta thuyết Chúa thành Phật. Mà nếu vấn đề hôn nhân gia đình nó sẽ làm cản trở cho ta như thế không lời. Thì cô thiếu nữ nói thế, không, thiếp sẽ nguyện, sẽ muốn kết hôn với Ngài, và sẽ nguyện là khi mà Ngài kết hôn với Ngài xong, bất cứ điều gì mà Ngài muốn, thiếp để hỗ trợ, kể cả vấn đề xuất gia, thiếp si sinh để giúp cho Ngài thành đạo. Và cái tiền thân của Gia Du Đà La là luôn luôn làm cái công chúa kết duyên với Đức Phật Thái tử đó, để làm gì, để hỗ trợ, để cho gì, giúp cho Ngài chứng đạo. Câu chuyện này rất là thú vị. Đây là cái tiền thân thứ ba mà gọi là huyền sự. Nhân đây tôi nói một người thầy một câu. Cái lần mà tôi qua bên Úc, tôi giảng trên bên Úc, hồi đó tôi giảng đến 4 tháng liên tục, mỗi tuần 3 buổi. Thì có một cô xin chùa giáo, cô là Phật tử, cô là xin chùa giáo mà vào nghe chúng tôi giảng kinh. Mà trước đó là đã quen mấy sư bên đó rồi, thì sư bạn tôi mới đưa vào nghe. Thì khi nghe về cuộc đời Đức Phật thì cô nói thế này: thưa thầy, tôi có một ý, một câu hỏi mà tôi muốn hỏi thầy, mà xưa này chưa ai trả lời cho tôi, thỏa mãn tôi hỏi, cứ hỏi đi. Nói hình như Đức Phật Ngài cũng độc tài. Theo quý thầy, Đức Phật có độc tài không? Thấy à, họ nói thế này: Đức Phật độc đoán, Đức Phật là không tôn trọng là cái quyền, gọi gì, cái quyền tự do của mọi người. Ví dụ như tôi hỏi, vì sao mà cô dựng nên cơ sở nào để cô nói rằng là Đức Phật chúng tôi là không tôn trọng vợ, không tôn trọng con, không tôn trọng cái nhân quyền? Nói thưa thầy, có một câu chuyện gọi là Thái tử Tu Đài Noa, cặp mắt Thái tử Tu Đài Noa, quý vị nghe chưa? Trong đó có một tiền thân, có một đời Đức Phật, Ngài là một vị Thái tử mà tu hành Bồ Tát. Và Ngài phát tâm bổ thí bất cứ cái gì mà ai muốn. Cho nên khi mà cái quân thù bên kia nó nghe Thái tử là con cưng của vua con một, mà muốn bổ thí gì là nó là bổ thí hết. Mà trong cái đất nước đó có một con vua, con voi gọi là Tường Voi, con voi chúa, mà để trấn giữ cái đất nước. Vậy khi mà Ngài phát nguyện như vậy thì nhà vua cho bổ thí hết. Cuối cùng cái quân thù nó quá
nó xin con voi. Mà con voi là để gì? Con vua voi chúa để mà dùng là cái binh khí để má trận nước, để mà giữ nước. Vậy mà ngài nói thưa đức vua, bây vua cha, bây giờ con đã phạt nguyện mà nếu không thò, nếu không cho đó thì là gì? Thì là không tròn ý nguyện. Thì đức vua là cho thôi, làm gì đó làm. Thì sau khi con voi xong, con bộ thì con voi xong á, thì bên kia nó dắt con voi đi, thì nó đem quân nó đói chiếm đóng. Thì quần thần như thế mà luận tội thái tử như thế là làm an hại an ninh quốc gia, cho nên mà đuổi lên đến rừng. Thì ngài vẫn tiếp tục nắm hai tay không đi, và đem lúc đó ngài có hai đứa con và vợ đưa lên rừng. Thì một vị chứ một vị mà thiên gọi là phạm thiên, muốn thử ngài có thử, ngài cái hành bộ thì ngài đến đâu, thì hiện xuống là một người bà la môn nghèo tới xin vợ, tới xin con, ngài cho tuốt, ngài cho hết. Thì trên cơ sở đó thì mấy vị thính chủ giáo đó, đức Phật đã độc tài. Vì sao cái vợ ngài có thể cho tất cả những của cải, nhưng mà vợ là người ta có quyền riêng, con người ta có quyền riêng, ngài không được cho. Như vậy là cái đức Phật không tôn trọng cái nhân quyền của đức Phật là gì, gọi là giá trược. Cho nên tôi không đồng ý với quan điểm này. Tôi nói vậy thì cô biết một mà cô chưa biết hai. Ví dụ như cô về tôi, khi mà tôi ví dụ thôi, cô về tôi mà có một cái hợp đồng gì đó, cô ký không nhân, cô ký không nhân về tôi, lần sau này thầy muốn làm gì con cũng ủng hộ cả. Ký hợp đồng rồi tôi mới lấy, ký rồi đó nè, tôi mới lấy nè, chứ không phải là chưa ký tôi lấy đâu. Ví dụ một người A ký như vậy, ký xong hợp đồng xong về giữ lời hứa là bây giờ không, mình gặp nhau như thế này để mình giúp nhau và có gì làm hỗ trợ cho nhau, và tôi hứa sẽ hỗ trợ cho thầy mọi chuyện. Bây giờ cái hợp đồng đó, sau cái hợp đồng ký xong sau này tôi cứ ý theo hợp đồng tôi làm thì tôi có vi phạm nhân quyền không? Mà thưa thầy không. Vậy thì cô phải nhớ rằng bà Gia Du Đà La bà ký hợp đồng với Đức Phật từ lâu rồi. Và tôi đem câu chuyện này tôi nói. Vì vậy Đức Phật không có vi phạm cái nhân quyền. Mà lúc đó tôi cũng nhớ câu chuyện mang mạng thầy thôi, mà tôi biết có cái đó. Và trong kinh Pháp Hoa quý thầy nhập đọc đến cái phẩm Gia Du Đà La với là La Hầu La. Quý thầy nhớ thế này, kinh Đại Thừa ta phát điện từ về sau. Ngài La Hầu La có một cái mật hành, đó là cứ lúc nào có Thế Tôn ra đời thì ngài xin thị hiện làm gì? Thái tử. Gia Du Đà La là có mật hành, bất cứ lúc nào mà có một Thế Tôn sắp sửa ra đời thì trẻ sẽ xin làm gì? Hoàng hậu. Cho nên ta có cái hợp đồng cả rồi. Thấy không nào? Những chuyện này là những chuyện nó nghe thức tươi như vậy, chứ quý thầy biết nó rất là quan trọng. Và đây là ba câu chuyện liên quan đến cái tiền sự, cái huyền sự của Đức Phật. Và về cái mặt này, chúng tôi chỉ có thể giải thích với quý thầy những cái hiện tượng, đây là những cái hiện tượng gọi là mang tính tôn giáo tâm linh, và đi vào khoa học, đi vào để chứng minh thì khó có thể mà làm sao mà chứng minh những điều này. Nhưng mà tôi nói lại, không có nghĩa là không có, là không có. Và ngày hôm nay nếu mà nhìn lại một chút thì dù thế này, về cái mặt tâm linh thì những chuyện này không chứng minh được. Nhưng mà về mặt cuộc đời ngày nay là người ta cũng bày ra những cái huyền sự chung quanh những con người nổi tiếng. Phải không nào? Có những người cả đời không viết một chữ, nhưng mà khi mà bắt đầu mà chết rồi là giống như có những cái tuyệt tập. Phải không? Có những cái tuyệt tập. Mà tuyệt tập đó ai viết, nhưng mà nhét cái tên của người đó vào, gọi là biography. Cho nên cái này là gì? Muốn gọi là gì? Làm cho cái con người đó trở nên quan trọng, có những cống hiến. Cho nên chung quanh quý thầy cũng có những cái huyền sự. Chung quanh chúng ta có những cái huyền sự, phải không? Và tôi thấy những cái chuyện này rất là rõ ràng. Tôi nói thật, chẳng phải nói chơi. Vì vậy, đó là cuộc đời thường cũng có huyền sự. Còn huống nữa là những con người mà vĩ đại như thế này thì có những cái vấn đề hoàn toàn vĩ đại, nó phi thường mà chúng ta không thể chứng minh được. Tuy nhiên ở chỗ này chúng ta có thể nói một câu trong cái lĩnh vực tâm lý gọi là tôn giáo: linh tài ngã, bất linh tài ngã. Phải không nào? Cái vấn đề. Và có những cái mà khó có thể giải thích. Ví dụ tôi giải thích một cái thế này, có những cái chuyện rất bình thường không giải thích được, chứ đừng nói cái chuyện tâm linh. Phải không nào? Ngày nay ta hay nói chữ tư trường, phải không? Cái làn sóng, vân vân.
Bây giờ tôi đem một cái chuyện tin mẫu từ tôi bố tôi nói từ trường mà làm sao giải thích? Ví dụ như có một cái đứa trẻ ngồi đây, đây là cái ví dụ tôi thường ví dụ. Có một cái đứa trẻ độ khoảng là một tuổi, một năm tuổi hay là một năm rưỡi tuổi, mẹ nó đi nghe kinh ngồi dưới kia, trên này mát quá lên xin thầy cho con bỏ đứa trẻ để cho nằm cho nó mát, hay con ngồi dưới con nghe. Đứa trẻ đang ngủ ngon trên này đang giảng kinh, tự nhiên đứa trẻ nó hét lên, nó la lên, nó khóc. Thì ngồi trong cái hội trường như thế rất nhiều phụ nữ, nhưng mà những người không phải mẹ nó, không phải mẹ nó, lên liền là con ơi nín đi, thì đứa trẻ nó sẽ nín hay nó khóc lớn. Đấy. Tôi hỏi người, các ba phụ nữ đều trả lời với tôi là nó khóc rẻ thầy ơi. Vì sao? Vì cái tiếng đó không phải là tiếng của mẹ nó, phải không nào? Nhưng mà nhớ rằng nó đúng là tiếng phụ nữ. Cùng là con ơi nín đi, mẹ đây, cùng chưng nói chữ, cùng lắm thanh phụ nữ. Mà khi nói lên mà không phải mẹ nó thì nó khóc rẻ. Vậy nhưng mà nếu mẹ nó ngồi từ giữa góc kia mà nói một câu con ơi mẹ đây nín đi, thì đứa trẻ nói gì? Nó không thấy mặt mẹ nó, nó chưa thấy gì cả, nhưng mà nó nghe cái tiếng nói, tự nhiên nó cười. Về cái này á là giải thích làm sao? Tôi nói cái tư trường, cái này là hẳn có cái gọi là cái tín hiệu bên này và cái tín hiệu bên kia, nó bắt được ở cái làn sóng. Ví dụ như mình nghe FM thì mình bắt được cái đài 99 là đài của Sài Gòn giao thông, phải không? 94 là đài của Hà Nội, 96.6 là đài của Long An. Muốn bắt Long An phải bắt 99.6, muốn bắt Sài Gòn thành phố Chí Minh mà đài giao thông là phải bắt 95, bắt giao thông đài Hà Nội bắt 94. Vậy thì là đúng cái tần số thì lập tức là nó phát sóng. Và chỗ này là cái chỗ mà không thể giải thích, mà chỉ nói là gì, là tương ứng với nhau. Cho nên cái chỗ cái lĩnh vực tâm linh này có những chuyện không thể giải thích bằng con số, bằng những sự kiện, nhưng mà giải thích bằng cái gì? Bằng những cái điều mà chúng ta chỉ biết rằng là nó là như thế, thì tự nhiên nó phát ra những cái chuyện mà chúng ta không hiểu được, đúng không nào? Cho nên người xưa chúng ta còn nói là như nhân ẩm thủy lạnh noãn từ ti, trong kinh từ thập nhị chương là giống như người uống nước từ biết nóng lạnh. Cho nên ở đây chỗ này chúng tôi chỉ nói về quý thầy, chia sẻ với thầy như thế. Và ở đây thử đặt một câu hỏi để bàn thảo. Đôi khi tôi hỏi ngặng, tôi hỏi hơi là quý thầy, theo quý thầy cái giá trị về huyền sự nó tác động như thế nào đối với cuộc sống tu hành của chúng ta? Những cái vấn đề huyền sự của Đức Phật nó có tác động như thế nào với đời sống của chúng ta? Quý thầy có tin tha lực không? Tôi hỏi rồi, tôi hỏi mà có tin tha lực không? Sao mà chừng này mà hỏi mà chỉ có hai ba người vậy? Quý thầy có tin cái tha lực của Đức Phật không? Tha lực của chư thiên không? Tha lực Bồ Tát. Mấy vị Nam Tông là tin chư thiên ghê lắm. Là khi nào hồi hướng chư thiên, phải không quý sư? Tùng kinh là khi nào nghe hết? Khắc sĩ là cầu xin cho bờ cho cuộc cúng dường này chứ, đến với mười phương tam bảo, đến đến khắp nơi. Rồi các vị Bắc Tông là nhất tâm đảnh lễ, ngày nào còn vô là thường chúc Phật Nhật Tăng huy cầu nguyện đủ thứ, phải không? Cho nên mình tin vào tha lực. Và chính nhờ cái niềm tin tha lực nó làm cho chúng ta có động lực chúng ta tu tập. Và nó là cái niềm hy vọng. Đâu cái hy vọng đó không biết nó có tới hay không, mà cứ hy vọng. Và hy vọng nó làm cho mình gì? Có cái động lực mà đi tới, phải không nào? Đúng không? Có nhiều người mua vé số, ngày nào người ta cả mà cứ mua, bởi vì có cái hy vọng, phải không? Đó là cuộc sống thường. Còn chúng ta là tu hành, chúng ta tin vào cái tha lực, dù cái tha lực đó nó chưa có. Và gì? Mình chưa bắt được cái tha lực đó, nhưng mà nó có đó. Có cách nào đó chúng ta chưa bắt được. Và cái mà tôi thú vị nhất của tôi là có thể nói là tôi không biết rằng cái này là cái riêng của tôi hay là tôi học ở đâu, mà tôi thường ví dụ á,
Là như bây giờ thì dù quý thầy có một cái điện thoại di động như thế này, ra mua cái iPhone về rồi dài được liền không? Đang ngồi chờ mua cái iPhone về alo liền được không? Làm sao mà có? Cái thứ nhất là phải mua cái SIM. Cái thứ hai là phải nạp tiền. Cái thứ ba là phải sạc điện. Đúng không nào? Đúng không? Thì có cái đó mới có thể alo, alo. Nhưng mà với điều kiện là nó nằm trong phòng vụ sóng, chứ ngoài phòng vụ sóng thì cũng không alo được. Đúng không? Quý thầy chung quanh bây giờ quý thầy cứ như thế này, chung quanh quý thầy là sóng tùm lum. Bỏ cái tivi lên đây, cứ là bắt ngay là đài truyền hình Vĩnh Long thì chứ là bấm rẹt 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 ra có hết. Sóng tùm lum đây. Nhưng mà hiện tại chúng ta không thấy. Nhưng mà nếu chúng ta có những thiết bị tương ứng, lập tức chúng ta bắt được. Và vì sao? Vì trên trời nó có một cái vệ tinh VinaSat. Đúng không? VinaSat nó đang phát sóng. Và quý thầy cô nhớ thế này, khi bỏ cái đĩa đó, gọi là cái đĩa ghi thổ, cái gì, cái truyền hình gì, truyền hình số, bây giờ hàng này là gọi là vi truyền hình số rồi, mà cái đĩa mà nếu như mà bỏ hướng này là có sóng, chứ bỏ hướng này không có sóng. Đúng không? Bây giờ quý thầy cứ thấy mấy cái ông mà HTV đi bắt cáp, rồi mấy ông mà VTV đi bắt cáp, là hàng tự phải có cái hướng sóng của VSAT 1 nó phóng từ đâu, nó phải đưa cái đĩa tới đó. Mà đĩa mà thầy quý thầy biết chỉ cần chích khoảng là 5% thôi là sóng không có. Vì tôi thường hay bị mất sóng vậy nha, thôi cho nên tôi biết. Cái đĩa phải xây qua một chút, xây về một chút, xây lên một chút, xây xuống một chút, xây hoài chậm nên mất sóng. Nghĩa là cái VinaSat nhân tạo nó đang phóng vệ tinh đến đó, nó đang còn phóng cái tín hiệu. Và khi mà tín hiệu phóng xuống, mình có cái đón và đón đúng nó thì lập tức là mình tiếp nhận được cái sóng đó. Và nó phải có điều kiện là cái điện thoại, nó có điều kiện là gì? Cái SIM, nó có cái điều kiện là gì? Nạp tiền, nó có cái điều kiện là gì? Sạc điện. Cái đó thì tự nhiên là alo được. Bây giờ chúng ta cũng có một cái điện thoại di động tâm linh. Cái thân ngủ uống này là cái điện thoại. Thấy không nào? Cái sự tính tận hàng ngày là sạc điện. Cái niềm tin là gì? Cái SIM. Thấy không? Cầu nguyện tôi cứ cho như là gì? Nạp tiền. Tôi cứ ví dụ vậy thôi. Mà tại sao chúng ta cũng có cái thân ngủ uống này là cái điện thoại di động, cũng có SIM, cũng có gì nạp tiền mà chúng ta chưa bắt được? Bởi vì chưa bắt được cái sóng của tha lực, chưa bắt được cái thời, cái sự gia hộ Đức Quảng Thế Âm. Bởi vì chúng ta đặt chưa đúng hướng, hoặc là chúng ta chưa có cái tương ứng với nó. Ví dụ như Đức Quảng Thế Âm là ngài tu cái hành gì? Hả? Hành của tư, hành của Quảng Thế Âm là hành gì? Hành của từ Quảng Thế Âm là gì? Lắng nghe và cứu khổ. Và nói khác hơn là cái lành của Quảng Thế Âm là từ bi. Phải không nào? Lắng nghe để cứu khổ. Và cái sống của ngài phát là sống từ bi. Thị xả. Cho nên muốn bắt được cái sự gia hộ của ngài là trong chúng ta phải có cái gì? Từ bi thị xả. Vì thế có chưa? Có sống rồi chưa? Ai có đưa tay? Cho nên bây giờ muốn bắt sóng của ngài là phải xây dựng làm thế nào cho tương ứng với cái sóng. Phải không? Cái chất liệu mới đón chứ. Vì vậy bây giờ muốn về để mà đón được cái tha lực này là chúng ta phải xây dựng, chúng ta phải làm thế nào để có cái tương ứng. Giống như là viên xã thì cần có những cái mà dùng cụ tương ứng. Vì vậy cho nên cái vấn đề tha lực này là cái nói tôi ví dụ như thế để quý thầy. Không phải không có đâu. Mà sợ gì chúng ta mà chưa bắt được, mà có người bắt được là bởi vì người ta có những cái chất liệu cần thiết để đón cái sống của ngài. Còn tôi cứ nói hay là Phật tử tôi cầu hàng ngày quý thầy nghe. Trong trực chùa, trực cái thất của tôi có một Đức Quảng Thế Âm cao 2 mét. Và buổi chiều mà tôi đi dạy về, buổi tối mà tôi có thì giờ tôi đi ra kinh hành là lôi tôi nhìn, tôi cứ vừa đi tôi niệm ngài. Sáng tôi niệm ngài, đôi khi là buổi trưa tôi ra tôi niệm ngài, tôi nhổ cỏ tôi niệm ngài. Nghĩa là một lần mà tôi ra sân là ngài là chủ, là đối tượng của tôi. Mà tôi cầu hoài mà chưa được, xin hoài mà chưa được. Bởi vì tôi cảm thấy trong tôi ấy, cái sân nó còn như lửa tám mùi.
cái dục nó còn á hừng hực. Cái đó cái thực tế quý thầy còn sân không? Còn tham không? Đầy dậy làm răng mà còn nhận được cái sự không còn thế không được. Cho nên muốn đoạn là phải gì? Phải loại trừ cái đó để làm gì? Để nuôi dưỡng những cái thiền pháp. Đừng có nào. Cho nên về cái mặt tâm linh này á, về cái mặt gọi là cái thiền sự này, nó có một cái tác động rất lớn đối với tín đồ. Và đó là cơ sở để người ta tu tập, ta hy vọng. Cho nên cái câu tư duy tôi hỏi thế này nghe, nhớ này, nghe câu hỏi này này. Cái huyền sự Đức Phật có tác động như thế nào với đời sống tu tập của chúng ta? Biết vào đi, đôi khi tôi ra tôi hỏi đây, chứ không phải giỡn đâu. Học tôi là đôi khi mà không lên lớp lắm cách gì mà có những cái này hết. Vì vậy á, các vị Nam Tông và các vị sư Nam Tông đừng lo nha. Các vị mà, quý vị là người, các vị quý sư người Khmer phải không? Hình như bốn vị hay ba vị? Bốn vị phải không? Tôi biết là bốn vị. Đừng có lo nha. Nghe tiếng Việt được không? Nghe kịp không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Rồi cảm ơn. Mỗi cái phần như thế chúng ta sẽ có một cái câu để thảo luận và một cái câu để xem như là để tóm tắt cái phần này. Và trên cơ sở này quý thầy tư duy không có bị ra ngoài đề. Xong phần về huyền sự tôi chỉ nói như thế. Quý thầy có thắc mắc gì thì hỏi. Đã thắc mắc gì trao đổi. Trước khi chúng ta đi vào cái phần quan trọng đó là phần chỉnh sự hoặc là phần thông sự. Cái phần thông sự và chỉnh sự này á, lại là nó rất là thú vị. Ai có câu hỏi gì không? Ai muốn hỏi gì không? Cái phần này thường mà tôi dạy phần này là nhiều câu hỏi lắm, mà không biết cái khóa này có hỏi không. À, tôi nói về quý thầy cứ hỏi đừng sợ. Thứ nhất là hãy thể hiện cái tinh thần từ tín của mình, từ tín của mình. Thứ hai là gì? Cái gì mình không hiểu thì mình phải gọi là hỏi để cùng nhau. À, sư lấy một cái micro nữa con. Thùy lần sau bỏ micro nữa. Dạ mô Phật, kính bạch thầy, con có câu hỏi là như thầy nói cái phần quyền sử của Đức Phật đó là những cái dữ liệu, những cái quan điểm mà hiện nay khoa học không chứng minh được. Điều đó là không nói rằng là nó không có thật. Như vậy thì mà trước đây thì con chưa tu thì cũng chủ yếu là nghe về huyền sử của Đức Phật. Nên chính vì vậy mà khoảng 30 năm trước, khi tuổi từ 30 trở về trước thì con không tin là có, không tin về Đức Phật. Chỉ nghĩ là một cái vị thần thánh hay là mình đề mê tín. Như vậy thì theo thầy thì thầy đã nghiên cứu bấy lâu nay thì như vậy thì những cái thông tin quyền sử về Đức Phật thì là về cái độ chính xác á là nó là khoảng bao nhiêu phần trăm, và hiện nay có những cái nhà nghiên cứu khoa học nào có nghiên cứu về quyền sử của Đức Phật thì những cái thông tin mà để là có thể là chúng ta là tin được dạ, trong những cái thông tin về quyền sử đó dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, cảm ơn thầy. Về cái huyền sự á thì chúng tôi đã nói là không xác định được, không có thể không chứng minh được thì làm sao bao nhiêu phần trăm được. Và muốn biết bao nhiêu phần trăm thì chỉ có đi vào trong cái thế giới đó mà thôi. Thì như có thầy, có nhiều người hỏi tôi thế này: thưa thầy, con nhờ thầy câu siêu như vậy mà cha mẹ tôi có siêu không, cha mẹ con có siêu không? Tôi nói tôi chưa chết thành ra không biết có siêu không. Quý vị cần có nhu cầu thì tôi đáp ứng thôi. Không ạ. Cho nên chỗ này tôi nói với thầy á, linh tài ngã, bất linh tài ngã. Nhưng mà tôi nói về quý thầy thế này, tôi khẳng định quý thầy thế này, có những cái mà khoa học hay ngày nay đã chứng minh được, không có nghĩa là không có. Bởi vì thì dù cách đây khoảng 100 năm, Einstein đưa ra cái thuyết, gọi là gì? Lý thuyết tương đối. Mà trước đó cái thời gian đoạn kêu Einstein là điên. Không. Và cho ông là một cái người gọi là gì? Gọi là không thật. Nhưng mà bây giờ quý thầy có biết rằng là cái lý thuyết tương đối của ông á, không gian ba chiều này nó làm nên tại cho tất cả cái tiến bộ khoa học ngày nay. Nhưng mà đến bây giờ cái không gian ba chiều không còn ba chiều nữa mà nhiều chiều nữa. Nhưng mà cái thời Einstein là cái thời đó là cái gì? Huyền thoại. Là cái thời gì? Là những cái chuyện không thể có được. Đó. Cho nên có những cái chuyện bây giờ chỉ có đề hay đến những cái được cái thế giới tâm linh. Thì dụ như khi nào mà tôi mà tu chứng á, tôi sẽ nói với thầy là bao nhiêu phần trăm nha. Còn bây giờ tôi là con phàm phu chay, cho nên là xin thưa thầy là không thể chứng minh phần trăm nào hết. Nhưng mà chỗ này tôi tin hoàn toàn.
Đây là cái động lực, đây là cái chỗ dựa. Và tôi có những cái thấy rằng có những cái sức mạnh từ chỗ này đang làm cho tôi mỗi ngày mỗi tin Đức Phật hơn, tin vào cái giáo pháp Đức Phật hơn. Và cái thế giới này là cái thế giới của gì? Của vấn đề hành trì, chứ không phải là thế giới của ngôn ngữ. Thấy hả? Đây là thế giới của hành ngôn ngữ. Được chưa nào? Nên bảo tôi bao nhiêu phần trăm, tôi nói là với tôi thì tôi chưa có phần trăm nào để giải thích với thầy cả. Mà khi nào mà tôi chứng quả thánh tôi nói thầy biết nhá. Mà nếu thầy chứng thầy nói tôi biết nhá. Có câu hỏi nào được không? Từ giáo không có vấn đề gì, mình cứ trao đổi bình thường và khiến cho cái buổi học của thầy á, nó sẽ bớt chán, bớt buồn ngủ, bớt mệt mỏi, phải không? Chứ còn vô mà tôi đọc của thầy chép thì thôi cảm ăn cái gì. Đại học mà học như thế thì thôi xuống trung học mà học, đúng không? Còn câu hỏi nào nữa không? Không, người ta đi vào cái phần chỉnh sự. Cái phần này là cái phần mà ngày nay các tôn giáo người ta rất muốn cái giáo chủ họ có phần chỉnh sự. Và các tôn giáo Tây Phương ngày nay ta cố gắng chứng minh làm thế nào để cái vị giáo chủ của họ là một con người có thật trong đời sống này. Đây là cái điều mà quý thầy có biết nó cao trọng vô cùng. Ví dụ như quý thầy có thấy là ngày nay Thiên Chúa giáo nó cố gắng chứng minh những cái vấn đề liên hệ đến Giê-xu là có thật. Ví dụ như một cái bức ra, một bức màn mà họ nói với chỗ mà chôn Chúa, bây giờ họ quật lên, họ cố gắng chứng minh là vào cái thời của Chúa và cái đó dùng để tẩm liệm Chúa. Và những cái sự kiện mà gì mà liên hệ đến những vị giáo chủ là bây giờ các tôn giáo tố gắng, cố gắng người ta chứng minh là giáo chủ của họ có thật. Đây là cái điều mà chúng ta gọi là chỉnh sự. Và đối với Đức Phật thì chuyện này là cái chuyện tất yếu và có thật. Và các nhà khoa học Tây Phương, các nhà khảo cổ học, lịch sử học, ngôn ngữ học, vân vân, người ta đã nói. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì bây giờ Đức Phật mỗi ngày chúng ta đẩy ngài xa chúng ta ra, xa mà chúng ta. Vấn đề này quý thầy thấy là mỗi ngày chúng ta đưa Đức Phật lên cho thật xa với hào quang để chúng ta cầu nguyện, chúng ta tụng kinh, chúng ta làm những chuyện nghi thức tôn giáo, và chúng ta đang làm cho cái chính sự của ngài, cái chính cái lịch sử của ngài mỗi ngày mỗi mờ đi, mà cái huyền sự mỗi ngày mỗi sáng ra. Đây là cái điều mà quý thầy có biết là rất ư là nguy hiểm. Tôi sang Ấn Độ, tôi học 7 năm. Hôm đó tôi đến thăm vị khóa trưởng, tức là ông đó là giáo sư đỡ đầu cho tôi hai cuốn luận văn, vừa thạc sĩ vừa tiến sĩ, là giáo sư tiến sĩ Sarao. Tôi vô trong cái nhà của ông á, thì ngay cái phong cách của ông á, thường thì mình cứ cái cách mà thờ tự của mình á, là chỗ nào mà trang nghiêm nhất, cao nhất thì mình để bằng Phật, đúng không? Bèn nhang rồi một lần vào là mặc đồ thì, tức là đồ mà gọi là cái áo mà không trang nghiêm là không dám đi vào. Rồi Phật mà để trong phòng là có tội. Rồi là khi nào đi lên là phải đắp y đắp hầu hoặc cả vật tự thì mà mặc áo tràng. Còn tụi nhỏ mà đi ngang là bất kính, vân vân. Cái quan niệm của người trong phương mình là thế. Nhưng mà khi tôi đi vào trong cái nhà của ông giáo sư này thì ông Phật để ngay cái bàn uống nước trà. Cái bàn nước trà đó uống đây, tôi ngồi đây. Tôi hỏi được thì thưa thầy, thầy có cái bàn thờ không? Cái chỗ mà thờ Đức Phật không? Hay là cái chỗ mà cao hơn để tín ngưỡng, sao ngài để cái chỗ này? Mà Phật đấy chứ, tôi thờ đấy chứ. Chỗ này chỗ tôi thờ đấy. Tôi ngạc nhiên, tôi nói ở cái đất nước tôi không, cái chỗ nào mà trang nghiêm nhất, cái chỗ nào mà đẹp nhất, chỗ nào mà linh thiêng nhất thì chúng tôi phải đặt ngài đến đó và chúng tôi tín ngưỡng. Ông nói một câu như thế là cái quan niệm của thầy đã đẩy Đức Phật xa ra khỏi thầy. Đức Phật của chúng tôi là ngồi bên với chúng tôi. Mỗi ngày tôi nhìn ngài để tôi nhớ đến cái đức hạnh của ngài. Tôi nhớ đến cái việc làm của ngài. Và tôi nhìn ngài là ngài nhắc nhở này, không được làm việc ác. Nè phải lo tu, nè phải thế này thế kia. Chứ còn để đến kia mà cả ngày mà lên thấy một lần thôi chứ. Cái triết lý thơ từ của người ta là gì? Kéo Phật đến cho mình, bên mình, ở trong mình. Phật tại tâm. Thấy không nào? Và chuyện này là cái chuyện mà quý thầy thấy cái triết lý thơ từ của người ta nó rất thực tế và rất cụ thể và rất có tác dụng. Cho nên khi nào quý Phật tử hỏi thưa thầy con để Phật trong phòng được không? Nó được con ơi. Để trong phòng ngủ á. Đi vào nhìn thấy Phật. Tâm nó thanh tịnh. Tâm nó không dám làm bậy. Quý thầy cứ nhớ thế này mà khi có một cái hình tượng mà nó thiêng liêng là luôn nó có những tác động gọi là gì? Tích cực đến chúng ta.
những cái tác động tốt đẹp đến chúng ta. Khi chúng ta thấy một người thầy mà chúng ta kính trọng, tự nhiên những cái hỷ tâm nó sinh khởi, những cái gì đó nó sinh khởi, đúng không? Khi thấy Đức Phật hàng ngày đi đâu cũng thấy Phật, là tự nhiên là gì? Lòng chúng ta cứ hướng thiện, hướng về Ngài. Và Ngài ở trong ta, ở quanh ta. Và cái đó là cái mà triết lý thơ từ rất hay. Và họ đang làm cho Đức Phật sống, dù Ngài nhập diệt 2-3 ngàn năm mà Ngài vẫn sống đây quanh chúng ta. Trong lúc đó quý thầy thấy rằng là cái thơ từ của mình ở Việt Nam này là gì? Chỗ nào cao nhất là chúng ta thờ. Một ngày buổi sáng là lên thắp nhang xong rồi cả ngày đó không thấy Ngài đâu cả, cứ lo cái chuyện khác, rồi tối về thắp nhang vãi ba cái, đúng không? Thì cái đó là một cái văn hóa riêng của chúng ta. Nhưng mà để thấy rằng cái tính hiệu quả, tính hiệu quả và cái tính thiết thực, thì ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Và làm thế nào để kéo Đức Phật gần với chúng ta? Và làm thế nào để những cái yếu tố về con người của Đức Phật phải được thể hiện trong chúng ta? Đừng có thân thành hóa cuộc sống của chúng ta. Mình là con người sinh ra đầy đủ hỷ nộ ái ố thất tình lục dục tham sân si. Và vì vậy cho nên vào trong chùa, trước khi mặc cái áo này không làm cho mình hoàn toàn thanh tịnh ngay, phải không? Không làm cho mình trở thành bậc thánh ngay. Cho nên chúng ta là cái người phải rất ư là thực tế, rất ư là nhân bản. Đó là thực tế, đó là cái bản chất của chúng ta. Và tu là làm chủ cái đó, chuyển hóa cái đó. Và làm thế nào để cho cái đó là mỗi ngày là mỗi có lại, giống như bỏ cái nước vào trong cái tủ lạnh đã mà cho nó bỏ lại, nó không có hoạt động, thấy không? Cái đó là tu là như thế. Chẳng phải tu là cái gì cầu nguyện, cái gì cầu nguyện là có. Nhưng mà cái thực tế, bây giờ quý thầy đang ngồi đây, quý thầy có ai đang sân si? Lúc này là tôi hỏi quý thầy, có ai đang sân si không? Lúc này có ai sân si không? Có ai đang còn ghen tị đố kỵ gì không? Có ai đang giận hơn gì không? Vậy thì quý thầy thành bậc thánh hết rồi. Thế rằng, thế sao? Bởi vì sao? Bởi vì tu là để đoạn từ tham sân si tất tình lục dục. Bây giờ hỏi có không? Không. Có không? Không. Có không? Không. Thành thánh rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ tôi hỏi quý thầy, bây giờ chỗ này tham sân si chạy đâu cả rồi? Nó co lại đó, đáp dụng lên nó co lại, đúng. Nó đang co lại, mà trong kinh gọi là đang tùy miên, đang nằm ngủ. Lúc này quý thầy đang còn chánh kiến, đang còn tập trung vào những hạt, cho nên những ký bất thiện pháp đó đang nằm nằm yên dưới này, gọi là tùy miên. Tùy miên là gì? Đang ngủ quên trong đó. Cho nên tu là làm thế nào cho những cái thứ này là ngủ thật sâu thì càng tốt, phải không nào? Cho nên cái vấn đề tu tập của chúng ta cần phải thực tế, cho đừng quá là gì tôn giáo hóa, để cuối cùng chúng ta sống trong mộng tưởng. Đức Phật, Ngài là một con người lịch sự với có nguồn gốc cha mẹ. Cho nên chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Nếu như mà nói Đức Phật mà không có cái này, đấy là cái gọi là cái bất hạnh của chúng ta. Cái may mắn của chúng ta là Đức Phật là một con người lịch sự. Quê hương của Ngài là ở Kapalipatthu, đó là Ca Tỳ La Vệ, và thuộc nước Cộng hòa Sakya. Ở đây tôi xin đính chính một chút. Ngày xưa ta nói là nước Ca Tỳ La Vệ, đúng không? Đúng không? Tịnh Vương vua là vua nước Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà cái đó là một cái nhầm lẫn. Cái đó là kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Đất nước mình cái thủ đô là gì? Vậy thì thủ đô của cái nước Cộng hòa Sakya đó là Kapalipatthu, đó là Ca Tỳ La Vệ, mà không phải là nước Ca Tỳ La Vệ. Cái nước đó nó có nhiều tỉnh, mà cái thủ phủ của cái đất nước đó là gì? Ca Tỳ La Vệ, nhớ chưa nào? Và cái nước của Ngài đó là gì? Cộng hòa Sakya, với vua Suddhodana, Tịnh Phạng Vương là cha, và hoàng hậu Maya là mẹ. Và nhà vua kết hôn với hai chị em ruột của xứ Devadaha. Bà đầu á, là mẹ của Đức Phật á, là Maya, và di mẫu của Ngài là Mahabhasabati, gọi là gì? Mahabhasabade, hoặc còn gọi là
là bà Kiều Đàm Di. Đó. Mà bà Kiều Đàm Di này là sau khi mà mẹ của Đức Phật, sau khi mà sinh ra 7 ngày, sinh Đức Phật ra 7 ngày thì bà mất. Mà đó là cái truyền thống. Có cái lạ lùng là các vị mẹ của Đức Phật, cứ sau khi Đức Phật mà sanh Đức Phật xong 7 ngày là được sanh về cõi chư thiên. Như là một cái phước báo. Mà điều này là cái điều mà mình không thể giải thích. Và sau khi mà là sanh ngày ra 7 ngày thì mẹ Maya hết duyên phần với cái cảnh giới này, và bà sanh về một cái cảnh giới khác. Thì sau đó vua cha của Đức Phật là Tịnh Phạn Vương kết hôn với Mahabhasabade. Bà này là di mẫu của Đức Phật. Hãy nhớ rằng Đức Phật ngài lớn lên, ngài sinh ra trong một cái hoàn cảnh đặc biệt. Hoàn cảnh đặc biệt ở đây là ngài sinh ra trong một cái thế giới của vương quyền. Ngài sinh ra, ngài có cái phước báo, ý báo của ngài á là đầy đủ mọi thứ. Có một cái vị trí xã hội rất lớn, gọi là cao nhất trong xã hội. Ngài sinh ra nó cái hoàn cảnh, cái môi trường là gọi là lý tưởng nhất, đó là con của vua. Và ngài sinh ra lớn lên như mọi đứa trẻ khác. Ngài cũng học, ngài cũng được giáo dục, dạy dỗ như những đứa trẻ khác. Và ở đây chỉ có cái khác đó là ngài được những cái người giỏi nhất trong quốc gia đó chọn, được chọn lựa dạy cho ngài. Và quý thầy nhớ thế này, là khi mà một người mà được những người dạy giỏi, gọi là những người thiên tài, những người giỏi nhất dạy, thì người đó phải giỏi. Đó là điều dĩ nhiên. Albert Einstein, cái nhà mà gọi là bác học vĩ đại nhất của thế kỷ 20 về vật lý, ông được là thế giới khoa học bầu chọn là nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông nói thế này: thiên tài là gì? Là 1% thông minh và 99% cần cù. Cho nên quý thầy cũng thiên tài nếu là cần cù. Đừng tự đánh giá mình thấp, đừng cho rằng mình kém. Chỉ có một cái vợ đó là mình lười mà thôi. Cho nên ở đây tất cả mọi người đều giỏi cả, chỉ có một cái vợ đó là lười. Ai mà trừ được mình lười thì người đó là giỏi. Đồng ý với chúng tôi không? Đừng có tự đánh giá. Và sợ gì mà Đức Phật trở thành một bậc vĩ đại, dĩ nhiên ngài có 1% thông minh này, nhưng mà 99% là ngài nhờ cái điều kiện gia đình, điều kiện giáo dục, điều kiện xã hội, điều kiện môi trường, mọi thứ mà chúng ta gọi chúng gọi đó là cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp này nó quan trọng với biệt nghiệp. Khi nào học đến giáo lý này chúng ta sẽ biết một chút. Cái công nghiệp này nó tác động đến cái biệt nghiệp. Ví dụ như quý thầy sống trong một cái môi trường mà khổ, một cái môi trường xã hội mà bất không an ninh, một cái môi trường mà xã hội đầy ma túy, thì thế nào mình cũng dính chặt. Ta gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên cái xã hội nó tác động với mình, ta gọi là cái công nghiệp nó tác động đến biệt nghiệp. Và sợ gì mà Đức Phật mà ngài gọi là hoàn biện mọi thứ, ngài giỏi đến như thế bởi vì ngài được một cái công nghiệp vô cùng tốt đẹp. Nói như thế để quý thầy có biết là cái công nghiệp của mình vô cùng quan trọng. Ví dụ như quý thầy chọn một ông thầy làm đệ tử, mà ông thầy cứ ưa đi cúng thì quý thầy sẽ đi đâu? Làm thầy đáp, phải không? Nhưng mà nếu quý thầy mà gần một vị mà tôn sư, mà cả cái vị đó đặt trọng đến chuyện học tập, nghiên cứu và hoằng pháp, thì quý luôn luôn là làm thế nào để nuôi dưỡng những quý thầy phải đi con đường học tập, hoằng pháp, tu hành, phải không? Cho nên cái đó là cái biệt, cái công nghiệp nó tác động đến chúng ta. Nên quý thầy có cái lời thế là gì? Mình được chọn lựa, có quyền đi tìm thầy. Trong luật có một câu thế này nè. Bây giờ đây nói một chút xí cho để quý thầy phải giải tỏa ra, chẳng thôi đừng có chấp thủ tu với đạo Phật mà chấp thủ là xuống địa ngục thôi, không bao giờ tiến bộ. Vì chấp thủ là đứng tại chỗ. Thì dụ như mình trong luật có câu thế này, mình chọn một vị thầy nào đó, vị thầy đó thì dụ như là ra đời, vị thầy đó là phàm giới, vị thầy đó sống nghiêm túc, thì trong luật có một câu thế này: như sư thiệt bất minh, đương biệt cầu lương đạo, phải không?
học luật chưa? Đó. Nếu như thầy mình mà rõ ràng mà không có trí tuệ, không có sáng suốt, thì mình có quyền đi tìm vì thầy cả. Vì cái mình đi tu là quý thầy có biết à, đi tu là bỏ cha này, bỏ mẹ này, bỏ hết cả sự nghiệp gia đình, bỏ cả tương lai về cuộc đời ngoài, ta làm giám đốc, bác sĩ đủ thứ, mình vô làm thầy tu, không lý hy sinh mọi cái thứ đó để vô chấp một cái thứ mà làm cho mình cứ ở lại chỗ đó. Không lẽ ta đây mãi thế này? Hay không nào? Cho nên quý thầy có biết là học đến với cái đạo Phật mình, học cái giáo lý của đạo Phật mình là phải làm thế nào đó. Phải cái tinh thần dân chủ, cái tinh thần phóng khoáng, những cái tinh thần là giải thoát. Chứ còn không còn nói chuyện mà cứ chấp thủ ra vô đó, khổ nhau mệt. Và thưa quý vị, vì Đức Phật Ngài có những cái điều kiện, những cái công nghiệp tốt như thế, cho nên Ngài đã trở thành một con người gọi là thông minh xuất chúng, học tập gọi là luôn luôn đứng đầu. Bởi vì Ngài được sống trong một môi trường giáo dục đầy lý tưởng, kể cả văn lẫn võ. Và lúc Ngài còn trẻ, quý vị biết là vua cha còn xây cho bá cái cúng điện để mà hưởng thụ. Và lúc mà cuộc đời của Ngài ấy, mà lúc con thái tử là Ngài là hưởng thụ dục lạc là tới bến, không còn người chi hơn nữa. Bởi vì có ai mà sướng hơn là hoàng tử, phải không? Có ai mà có cái đời này mà có ai mà sướng hơn con vua, phải không nào? Mà Ngài là con vua cho nên Ngài vô cùng hạnh phúc. Và lúc Ngài 16 tuổi, theo cái thuyết của Nam Tông, thì Ngài lấy, Ngài là gì? Ngài kết hôn với Gia Du Đà La. Trở lại vấn đề này, Ngài kết hôn là thầy tin Ngài nó đập cùng nhịp với ai đó. Và cái chuyện kết hôn đó là một cái chuyện mà rất là bình thường. Đó là một cái hiện tượng tâm sinh lý trong con người, nó phát triển đến độ đó, nó tự nhiên nó biết tiếng nói tiếng yêu thương. Chứ không phải Đức Phật không thích lấy vợ mà đất cha mẹ Đức Phật bắt lấy vợ. Điều đó thì trong sự có việc, nhưng mà tôi mà nếu nhìn sự như thế, tôi thấy có một cái gì đó là nó không tự nhiên, và nó hơn thần thánh quả thái tử lúc đó. Nhớ, hãy nhớ rằng cái vấn đề thái tử, tôi đọc trong cái đường xưa mây trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh á. À, tôi thấy Hòa Thượng viết là tôi viết là phải nói là khéo vô cùng và hay vô cùng, nhưng mà bộ đường xưa mới chẳng là dựa đến kinh tạng của Bali mà viết, rút từ cái tinh hoa của Bali ra, của kinh tạng Nikaya ra mà viết. Và Ngài cai viết cái đoạn mà gọi là làm cho trái tim của thái tử gọi là ngừng đập, cái đoạn này nè, đó là trong một buổi hội các cái vị công nương đi thi sắc đẹp. Thì cái buổi hồi đó lại hoàng hậu Mahabhasabade muốn thái tử là người trao cái quà cho các công nương, và tất cả công nương của các xứ sở đến để là thi hoa hậu. Và cái mục đích của hôm đó là làm gì? Là để có thử thái tử có rung động với một cái người nào đó không, để coi như là làm quen mà. Và hàng trăm cô gái đi qua, một cô gái đi qua, thì thái tử nhìn cười và trao một cái quà. Cứ như thế người này đi qua, Ngài đều trao một cách tự nhiên và chưa làm gì Ngài cảm xúc. Nhưng mà đến cái người cuối cùng là ngô cô gọi là gì, Yajudala Yusodara đi ngang, thì Ngài tưởng hết rồi. Thì Ngài chuẩn bị với bà Yajudala lúc đó là ở trong cái ban tổ chức, cho nên bà là người đi cuối cùng, cô là người đi cuối cùng. Thì Ngài thấy có ai nữa, Ngài định là thôi xong rồi, thì lập tức Yajudala Yusodara đi lên, thưa Ngài còn em, Ngài còn gì cho em không? Và khi mà cô gái này lên là công nương Yajudala lên, thì Ngài nhìn cô gái này, một mặc trong một cái bộ đồ màu trắng, nó thanh khiết, nó đẹp, nó có cái gì đó, nó gọi là nó khó nói nhỉ.
Và tự nhiên ngài nhìn cô gái sẵn, thì cô gái, thì cô Gia Du Đà La này, đây là cái trong đường xưa mây trắng Việt mà tôi thấy là rất là hay và tôi rất thích. Lúc đó Thái tử nhìn cô và Thái tử không làm gì cả, đứng như thế, đứng nhìn. Thì cô Gia Du Đà La mới nói: thưa Thái tử, chàng còn quà gì cho em không? Thái tử nhìn xuống thì còn quà thật sự, nhưng không có quà nào Thái tử sẽ xứng đáng với cô này cả. Trong lúc mấy cô kia lên thì Thái tử là chọn cái nào đưa là không có để ý, nhưng mà cô này lên nhìn không có cái nào xứng đáng. Thì có một cái vòng ngọc trong người, ngài mới mở cái đó ra, ngài tặng cho Gia Du Đà La, có thấy thế không đó? Đặc biệt đó. Chứng tỏ rằng trái tim của ngài đã đang đập và đang có gì cái nhịp nó cùng, và nó đã có một cái nói theo cái tiếng nói cái ngày nay là tiếng sét ai tin ta không nào. Và hãy nhìn Đức Phật trong khi ngài chưa xuất gia như chúng ta, và cái may mắn là ngài là con người mà sống như thế và ngài thành Phật, cho nên hôm nay chúng ta có hy vọng. Hy vọng đó là gì? Kỳ tới hôm nay ở đây nghỉ mệt rồi, về đọc sách nhá, về đọc sách này, đọc quyển Huyền Sự, quyển những cuốn sách đó, cố gắng có để quý thầy càng có những kiến thức thì học sẽ thú vị hơn. Rồi chúc quý thầy là sẽ có một cái năm học ở đây rất tốt. Xin cảm ơn quý thầy. À, quý thầy thấy học sự đến này khác ở dưới không? Khác xa không? À. Cho nên trên này là quý thầy phải ngồi mà tư duy mà đoạn đời chứ không phải không? Mình phải mà nghe như thế này quý thầy phải tư duy cách riêng của mình, để sau này quý thầy đi giảng dạy có một cách riêng của mình nữa. Làm thế nào á cho cuộc đời Đức Phật nó phải là sáng tỏa như vậy, nó phải lung linh như vậy, nó phải gần gũi như vậy, nhân bản như vậy thì mới thấy là gì? Mới đưa đạo vào đời được, phải không? À, xin cảm ơn quý thầy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng đều trọn thành Phật đạo.